chờ chút đã. Cầm cái này đi. Món quà bất ngờ hả? Ba ơi chơi này ba. Lấy cái này đi. Kẹo hả? Ô ba. Chúng ta cần một cô bảo mẫu. Xin chào, có bảo mẫu ở đây không? Đến đi, mình đang chờ. Xin chào. Mời vào. Được rồi, ba đi làm đây. Bye bye. Cưng quá đi. Bye bye nha. Chơi thôi nè. Đi chơi thôi nào. Dọn dẹp đi nè. Con không dọn đâu, con không có làm mà. Được thôi. Ba ơi. Tự lau dọn đi con. Lại đây nào. Bà đang làm gì vậy? Bà đang làm gì vậy? Hả? Ba ơi ba. Có chuyện gì nữa đây? Bà là người xấu sao? Nè, con dọn mọi thứ nhanh lên. Bye bye nha. Lỗi cho ba nha con gái. Yahoo! Đi thôi con. Đây dậy đi. Xảy ra chuyện gì ba, vậy? Bị sa thải. Đi ra ngoài đi. Mình không có làm đâu. Là cô bé này đó. Là bà đó. Bạn đã mất sai lầm rồi. Sai lầm. Sai lầm thiệt đó. Đồ xấu xa. Tạm biệt nha. Con yêu cùng chơi nào. Đi thôi, đi thôi con.